Thì chào các con, hôm nay chúng ta học bài 11 nhé. Bài hôm nay là chúng ta sẽ luyện tập những cái gì chúng ta đã học của tiết vừa rồi và tiết trước. Đó là bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở. Những kiến thức về định luật ôm và công thức tính điện trở chúng ta vừa học xong của tiết trước và chúng ta đã ôn tập rồi. Tiết này chúng ta sẽ vận dụng để làm bài tập nha các con. Bây giờ thầy hướng dẫn cho các con làm những bài sau đây. Bài 1. Một dây dẫn dài 30m có tiết diện 0,3mm2 làm bằng nichrome có điện trở xuất là 1,1 x 10 mũ trừ 6 ohm nhân mét. Được mắc vô hiệu điện thế 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn. Rồi, chúng ta tóm tắt đã. Rồi, chiều dài dây nha. S đổi ra mét vuông luôn nha các con. Rho cho rồi, hiện thế cho rồi luôn. Bây giờ ta tìm Y. Áp dụng định luật ôm. Định luật ôm có hệ thức là gì con? Y bằng U chia R. U cho rồi, nhưng R thì không cho. Nhưng mà trên bài toán họ cho ta L, S, Rho đã làm gì không biết chưa? Chúng ta đã học công thức tính điện trở rồi. Phụ thuộc ba yếu tố đó. Chúng ta áp dụng tìm R nha. Rồi, chúng ta sẽ đi tìm điện trở của dây trước. Rồi, chúng ta sẽ thế những con số ở bên tấm tắc qua. Rồi, chúng ta sẽ có đáp số nha. Rồi, chúng ta tính ra được 110 ohm. Rồi, các con nhớ là khi thế số phải cẩn thận là đơn vị nha. S phải là đổi ra mét vuông. Đó, thầy đã đổi rồi đó. Hồi nãy là 0,3mm2 đó. Rồi, ta phải nhân thêm 10 mũ trừ 6 vô để được mét vuông nha. Còn chiều dài là mét. Mét thì ở đây có mét sẵn là ta khỏi đổi nữa nha. Thế rô, rô khi nhân á, con nhớ phải nhân là tử số, chứ không phải nhân mỗi số là sai đó nha. Đó, rô đây nè. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi tìm cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn nha. Áp dụng định luật ôm, Y bằng U chia R, ta thế số vô là xong nha. U ở bên tóm tắt, còn R ta mới vừa tính ở phần trên, ta thế xuống. Kết quả được 2A. Các con thấy bài tập này đơn giản không nào? Rất là đơn giản. Bây giờ các con nắm dẫn nha. Chúng ta bước qua bài tập thứ 2. Bài này nội dung hơi dài nhưng không sao cả ha. Phương pháp là mấy con lúc nào phải bình tĩnh hết. Chúng ta hãy đọc kỹ nội dung và phân tích đề nha. Một bóng đèn sáng một bóng đèn khi sáng bình thường thì có điện trở là R1 7,5 ohm. Và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là I1 là 0,6A. Bóng đèn mắc nối tiếp với một biến trở và gắn hiệu điện thế là U12V như sơ đồ bên. Đó, có thấy sơ đồ rồi đó. Phải điều chỉnh biến trở có chỉ số điện trở R2 là bao nhiêu để đèn sáng bình thường. B. Biến trở có điện trở lớn nhất là RB bằng 30 ohm. Được quấn bởi một cuộn dây làm bằng nickelin có điện trở xuất là 0,4 nhân 10 trừ 6 ohm mét và có tiết diện S bằng 1mm2. Tính chiều dài L của cuộn dây quấn biến trở. Chúng ta sẽ tóm tắt thôi. Người ta cho R1 nha, là điện trở bóng đèn đó con. I1 là cường độ dòng điện qua đèn khi đó, khi mà đèn đang sáng bình thường. Hiện thế đặt vào đèn lúc đó là U12V luôn. Xin lỗi, hiện thế này là đặt giữa hai đầu động mạch nha các con. U của hai đầu động mạch luôn đó, chứ không phải U bóng đèn không đâu. Còn nếu mà U ở đèn không thì con sẽ ghi là U1 nha. Bây giờ tóm tắt tiếp nè. Rồi, điện trở có biến trở lớn nhất là 30 ohm. Rồi, rô, rồi có hết rồi, ta thế vô nha. Rồi, câu hỏi. Câu A đi tìm R2 của biến trở là bao nhiêu để cho đèn sáng bình thường. Tức là trong bài này ta phải điều chỉnh cho đèn sáng bình thường nha. Và tìm L. Bây giờ chúng ta giải. Trước hết thầy đề nghị gặp những bài toán này, con nên ghi các thông số vào cái sơ đồ mạch điện luôn để chúng ta có định hướng để dễ giải bài tập nha các con. Đó, R1 đó. Đó, R2 thấy chưa? Rồi, U với hai đầu động mạch này 12V nè, giả thiết cho rồi. R1 là điện trở của đèn. R2 là cái phần biến trở mà ta đã điều chỉnh rồi, ta điều chỉnh để cho đèn này sáng bình thường đó nghe con. Sau khi điều chỉnh rồi thì cái giá trị nó đạt được là R2. Cái phần màu trắng là không tham gia mạch điện nha các con.
À, vậy thì đó, con hãy đưa bài toán về hai cái điện trở nối tiếp thôi, có gì đâu nha. Cái biến trở thực tế ra nó vẫn là một cái điện trở thôi mà. Sau khi ta điều chỉnh xong rồi, cố định rồi thì giá trị nó là R2 nè, đúng không con? À, ta đưa bài toán về giống như là R1 là điện trở đèn đó, mắc nối tiếp R2. Và bài toán động mạch nối tiếp ta đã từng giải rồi. Bây giờ ta áp dụng vô lại trong trường hợp này nha. À, nhớ à, bây giờ là đèn ra sáng bình thường đó. Vậy là những giá trị này chúng ta sử dụng. Rồi, vậy thì đầu tiên chúng ta tìm cường độ dòng điện qua mạch chính nha. Rồi, các con thấy nè, đây là động mạch nối tiếp mà. Thì R1 nối tiếp R2. Thì suy ra Y của mạch chính nè sẽ bằng Y1 thôi. Y1 thì cho rồi. À, 0,3 nha. Rồi, ta đã tìm được Y mạch chính rồi. Vậy thì U của mạch chính có luôn rồi con. U giữa hai đầu mạch có rồi. Y của mạch có rồi. Thì với con dự đoán ra chúng ta sẽ tìm được cái gì nè. À, lấy U mà chia Y thì ta được R tương đương, đúng không? Đó, ta tính thôi nha. R tương đương có mạch bằng U chia Y. Rồi, thế số vô. Rồi, ta có 20 ôm. Rồi, vậy thì trong động mạch nối tiếp này, R tương đương sẽ bằng R1 cộng R2, đúng không nào? R1 cho rồi nè. R tương đương ta mới vừa tính xong. Vậy thì ta dễ dàng trừ ra ta có R1 ngay. Rồi, giải xong bài toán rồi đó. Rất là nhanh chóng thôi. Rồi, chỉ số R2 quyến trở ta chỉ việc trừ nha các con. Rồi, như vậy là R2 là cái phần biến trở tham gia trong mạch mà điều chỉnh để cho đèn sáng bình thường á, phần màu đỏ đó, làm 2,5 ôm. Ừ, bài toán đã giải xong. À, xong có A nhớ con. Các con nắm vững chưa? À, đây là phương pháp mà ta dùng cái điện trở tương đương của mạch rồi ta trừ bớt đi cái R1 thì ta được R2 đó. Các con hiểu không? Vậy thì trước khi tìm R tương đương thì ta phải có U có Y ta chia ra nha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe thầy hướng dẫn một cách khác nữa. Bài toán này giải rất nhiều cách, nhiều cách. Con đã học động mạch nối tiếp rồi nha. Như vậy muốn tìm R2 thì chúng ta sẽ giải được rất nhiều cách nha. Bây giờ chúng ta thử giải thêm cách nữa coi. Rồi, thầy sẽ giải con một cách nữa. Ta sẽ sử dụng cái công thức của nó luôn. R2 bằng U2 chia Y2 nha. Hồi nãy thì ta dùng công thức điện trở tương đương trừ ra, đúng không? R2 sẽ bằng R tương đương trừ R1. Còn bây giờ ta dùng công thức điện trở nha các con. R2 bằng U2 chia Y2. Rồi, quan trọng nhất U2 con có tìm được hay không? Y2 có tìm được hay không? Rồi, như vậy thì chúng ta bắt đầu làm nha. Rồi, U1 có rồi này con. À, U1 tìm được, không phải có mà tìm được nè. Y1 cho rồi nè. Con nhìn lên đây con thấy Y1, R1 có rồi. Nghĩa là tìm được U1 nha. Rồi, U với hai đầu là mạch có rồi. Vậy thì phải tìm được U2 thôi. Trừ ra có U2 đúng không? Rồi, chúng ta sẽ làm từ từ. Rồi, đầu tiên tìm hiệu đường thế của đèn. Áp dụng định lực ôm đối với đèn nha. Rồi rút U1 ra. Ta có ngay. Rất đơn giản. À, ta được kết quả 4,5 V. Rồi, có hiệu thế của đèn rồi. Rồi, ta áp dụng trong động mạch mắc nối tiếp thì U bằng U1 cộng U2. Ta trừ ra thôi. Ta được U2. Thấy còn, thấy chưa? Đó, ta phải nói câu này nha. Vì R1 nối tiếp R2 nè. Ta được U bằng U1 cộng U2. Rồi, ta sẽ trừ ra ta có ngay U2 nha. Rồi, như vậy là ta có U2 rồi đó. Rồi, muốn tìm R2 thì U2 có rồi. Vậy Y2 tìm được không? Y2 càng dễ tìm nữa. Vì R1 nó tiếp R2 mà. Cho nên Y2 bằng Y1, Y1 có rồi này con. Rồi. Rồi, tới đây xong bài toán rồi nha. Chúng ta áp dụng công thức tính điện trở với R2 thôi. À, thế số vô. Các con nắm vững chưa? Rồi, phần này giống như ôn lại đó. Cái này chúng ta đã học ở bên động mạch nối tiếp, động mạch song song hết rồi nha. Cho nên những kiến thức này rất là quen. Và thậm chí mấy con có thể giải thêm nhiều cách khác cho thầy cũng được nữa nha. Các con muốn tìm tòi thêm thì giải nhiều cách lắm. Bây giờ chúng ta đi qua câu B nha. Rồi, câu B đi tìm chiều dài của cuộn dây dẫn mà quấn cái biến trở này đây. À, cái này hơi quen rồi đó. Cái này giống như mới giải hồi nãy rồi nha các con. À, vậy thì đầu tiên ta ghi công thức. À, điện trở của cuộn dây biến trở nè. RB bằng rho nhân L chia S. Rút L ra thôi. Bài này chúng ta đã giải nhiều lần rồi. Bây giờ chúng ta thấy số nha. Rồi, điện trở của cuộn dây là 30 ohm nè. Lớn nhất của nó đó. Rồi, các con lưu ý với thầy nha. Khi thế cái điện trở có biến trở
thì biến trở nó điều chỉnh rất nhiều giá trị mà. Mấy con đừng bao giờ lấy các giá trị mà không phải lớn nhất thế vô để không ra được chiều dài của nó đó nghe con. Tại chiều dài của nó là nguyên cuộn dây luôn thì phải thế tương ứng là điện trở của cả cuộn dây nha, tức là giá trị lớn nhất. Rồi, S là ta thế vô rồi, rho có rồi. Rồi, ta tính ra được 75 m. Các con nó dẫn chưa? Rồi, bây giờ thầy dẫn dò các con coi lại nội dung bài học nha và giải cho thầy bài 3 còn lại của bài hôm nay. À, trang 33 sách giáo khoa và làm thêm cho thầy bài tập 10.2, 10.6, trang 27, trang 28 trong sách bài tập và gửi lên đường link cho Ayota cho thầy nha. Và con coi trước bài 12 công suất điện cho thầy. Đây, tạm biệt các con, hẹn các con ở bài học tiếp theo nha.